diễn biến nóng, Ukraine phản công dữ dội khiến tuyến đường tiếp tế của Nga gặp nguy hiểm. Nước Anh ký thỏa thuận an ninh lịch sử với Thụy Điển, Phần Lan trực tiếp gián đoạn xuống Nga. Quốc gia NATO cho phép công dân tham chiến ở Ukraine. Nhiều binh sĩ Nga phá hoại phương tiện để tránh phải ra trận ở Ukraine. Đó là những tin chính trong ngày hôm nay. Bích Trầm kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin quân sự trên kênh Thời báo sự thật. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, theo những cập nhật mới nhất của tờ Washington Times, để đáp trả các cuộc tấn công tên lửa của Nga vào các thành phố cảng Mariupol và Odessa, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành cuộc phản công dữ dội về phía Bắc và được cho là đang đẩy lùi quân đội Nga về phía biên giới. Các cuộc phản công của Ukraine theo hướng này đang gây ra rủi ro lớn cho các tuyến đường tiếp tế của Nga. Theo Reuters, các lực lượng Ukraine đã báo cáo vào thứ tư 11 tháng 5, cuộc phản công có thể báo hiệu sự thay đổi động lực của cuộc chiến. Sau nhiều ngày tiến về phía bắc và phía đông Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, các lực lượng Ukraine hiện chỉ cách biên giới Nga vài km vào sáng ngày 11 tháng 5. Trước khi Ukraine phản công, các lực lượng Nga rút về ngoại ô Kharkiv, một thành phố cách biên giới Nga chỉ 40 km. Cuộc phản công này của Ukraine dường như đạt được tốc độ nhanh nhất kể từ khi họ đẩy lùi quân đội Nga khỏi Kiev và miền Bắc đất nước vào đầu tháng Tư. Nếu tiếp tục duy trì, nó có thể cho phép các lực lượng Ukraine đe dọa tuyến đường tiếp tế cho lực lượng tấn công chính của Nga, thậm chí đặt các mục tiêu hậu cần phía sau của Nga trong tầm bắn của pháo binh Ukraine. Vào tối thứ Tư ngày 11 tháng 5, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã cho biết lực lượng của họ đã chiếm được Petonik, một ngôi làng trên đường cao tốc chính phía bắc Kharkiv gần biên giới với Nga. Thống đốc khu vực bên kia biên giới của Nga tỉnh Belgorod đã cho biết, một ngôi làng đã bị pháo kích từ Ukraine khiến một người bị thương. Xa hơn về phía đông, các lực lượng Ukraine dường như đã kiểm soát được Rubine, bờ sông của Donetsk. Kiev cho đến nay đã xác nhận một số chi tiết về cuộc phản công của họ ở khu vực Kharkiv. Reuters dẫn lời chuẩn tướng Oleksiy Hrdromov, phó tổng cục trưởng Bộ Tham mưu Ukraine nói rằng, Chúng tôi đang thành công ở hướng khả khiếp, nơi chúng tôi đang dần đẩy lùi kẻ thù và giải phóng các trung tâm dân cư. Cuộc chiến ở Ukraine đã gần sang tháng thứ ba và ước tính đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người, làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu, khiến giá năng lượng quốc tế tăng chóng mặt. Các lực lượng Nga vẫn tập trung vào việc giành toàn quyền kiểm soát khu vực Donbass, nhưng đã vấp phải sự kháng cự gay gắt từ Ukraine bao gồm khoảng 2.000 binh sĩ đang cố thủ bên trong một nhà máy thép rộng lớn ở thành phố cảng Mariupol. Các quan chức hàng đầu của Ukraine đã tuyên bố rằng, họ không chỉ muốn đẩy lùi cuộc tấn công của Nga mà còn muốn giành lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Những bình luận đó chỉ ra rằng Ukraine muốn giành lại toàn quyền kiểm soát cả bán đảo Crimea, nơi mà quân đội Nga đã sáp nhập năm 2014 các quan chức Mỹ đã thừa nhận rằng Ukraine có những lợi thế đáng kể trong và đáng chú ý nhất là tinh thần của binh lính, nhưng cảnh báo rằng không có bên nào có khả năng giành được bất kỳ chiến thắng quyết định nào, có nghĩa là xung đột có thể kéo dài vô thời hạn. Nước Anh đã ký thỏa thuận an ninh lịch sử với Thụy Điển, Phần Lan trực tiếp gián đoạn xuống Nga. Hôm thứ tư ngày 11 tháng 5 trong khuôn khổ chuyến thăm của thủ tướng Johnson, Vương Quốc Anh và Thụy Điển đã ký thỏa thuận về đảm bảo an ninh lẫn nhau, điều đáng nói là anh cũng sẽ ký thỏa thuận tương tự với Phần Lan. Phát biểu tại một cuộc họp báo chung, ông Johnson đã cho biết, thỏa thuận này tôn vinh các giá trị mà cả Thụy Điển và Vương Quốc Anh đều trân trọng, đồng thời cam kết cả hai quốc gia sẽ không ngần ngại bảo vệ những giá trị này. Theo thỏa thuận có tên Tuyên bố chính trị về đoàn kết nếu một trong hai quốc gia hứng chịu thảm họa hoặc là bị tấn công, anh và Thụy Điển sẽ hỗ trợ nhau theo nhiều cách, có thể bao gồm các nguồn lực quân sự. Ông Trích dẫn vũ khí chống tăng Enlo do Thụy Điển phát triển và do anh chế tạo đã được quân đội Ukraine sử dụng để tiêu diệt một số lượng lớn xe tăng Nga là bằng chứng cho sự hợp tác quốc phòng hiệu quả giữa anh và Thụy Điển. Bà Anderson đã cho biết, bà rất vui khi ký vào tuyên bố đoàn kết quan trọng này. Hiệp ước an ninh sẽ giúp Thụy Điển an toàn hơn dù cuối cùng có gia nhập NATO hay không. Văn phòng của Thủ tướng Johnson đã cho biết, ông sẽ ký thỏa thuận tương tự với Phần Lan tại Helsinki trong ngày 11 tháng 5. Cả hai nước đều đang xem xét triển vọng gia nhập liên minh quân sự NATO sau khi Nga xâm lược Ukraine. Moscow đã cảnh báo các nước sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng về quân sự và chính trị nếu họ gia nhập liên minh này trong một tuyên bố ông johnson đã nói rằng chúng tôi kiên định và dứt khoát ủng hộ cả thụy điển và phần lan và việc ký kết các tuyên bố an ninh này là biểu tượng của sự đảm bảo vĩnh viễn giữa các quốc gia của chúng tôi đây không phải là một khoảng cách ngắn hạn mà là một cam kết lâu dài để củng cố an ninh và quan hệ quân sự ổn định toàn cầu đồng thời củng cố khả năng phòng thủ của châu âu và các thế hệ sau Chính phủ Anh đã cho biết, các tuyên bố sẽ chứng kiến một bước thay đổi trong hợp tác quốc phòng và an ninh giữa Vương quốc Anh và hai quốc gia Bắc Âu. Đồng thời ba nước sẽ tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, đẩy nhanh quá trình huấn luyện, tập trung và triển khai quân sự chung. Theo đó, Vương quốc Anh cũng sẽ đề nghị tăng cường triển khai quân sự tới các khu vực, bao gồm cả lực lượng không quân Hoàng gia, quân đội Anh, hải quân Hoàng gia Anh và nhân viên chính phủ đã cho biết sự ủng hộ gia nhập nato đã tăng mạnh ở cả thụy điển và phần lan kể từ khi nga xâm lược ukraine bất chấp truyền thống trung lập trước đây của họ ông johnson đã cho biết việc thụy điển muốn gia nhập nato là quyền quyết định riêng của nước này đồng thời khẳng định vương quốc anh sẽ ủng hộ và hoan nghênh thụy điển quyết định đăng ký trở thành thành viên của khối phần lan và thụy điển hai quốc gia có truyền thống trung lập đang xem xét khả năng gia nhập nato và có thể nộp đơn xin tham gia liên minh trong tháng năm đánh dấu thay đổi lớn trong chính sách của hai nước Bắc Âu. Các nhà ngoại giao NATO đã cho biết, quá trình phê chuẩn có thể mất khoảng một năm do cần sự chấp thuận từ quốc hội của 30 nước thành viên. Các thành viên chủ chốt của NATO như Mỹ, Anh, Đức đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với Phần Lan và Thụy Điển nếu hai nước xin gia nhập. Nộp đơn xin và NATO sẽ giúp hai nước Bắc Âu vào diện được bảo vệ theo điều 5 của Hiệp ước NATO. Trong đó, quy định mọi cuộc tấn công nhắm vào một thành viên của khối cũng bị coi là đòn tấn công nhắm vào cả liên minh và cả NATO sẽ cùng tham gia đáp trả. Trong quá trình chuyển tiếp từ ứng viên xin gia nhập đến thành viên chính thức, Phần Lan và Thụy Điển sẽ cần một số biện pháp đảm bảo an ninh từ NATO. Trong đó yêu cầu các nước trong liên minh hỗ trợ tăng cường khả năng phòng thủ để đề phòng bất cứ mối đe dọa nào. Quốc gia NATO cho phép công dân tham chiến ở Ukraine. Chính phủ Cộng hòa Séc đã phê chuẩn cho phép hơn 100 công dân của nước này tham gia chiến đấu cùng quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trước đó theo quy định của Cộng hòa Séc, công dân nước này sẽ bị cấm tham gia vào quân đội nước ngoài nếu bị buộc tội có thể đối mặt với 5 năm tù. Tuy nhiên tổng thống Séc Miloš Zeman đã phê chuẩn đề nghị của 103 công dân nước này cho phép họ tham gia chiến đấu ở Ukraine cùng quân đội Kiev. Bộ Quốc phòng nước này đã cho biết đây là 103 trong số khoảng 400 công dân của nước đã nộp đơn đề nghị miễn trừ quy định cấm gia nhập quân đội nước ngoài. Giới chức trách Séc tiếp tục xử lý các đề nghị còn lại. Hiện chưa rõ có bao nhiêu công dân nước này đã và đang chiến đấu ở Ukraine. Séc không phải là thành viên NATO đầu tiên cho phép công dân tham gia chiến đấu ở Ukraine. Hồi tháng 2, không lâu sau khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược tại Ukraine, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã cho biết người Đan Mạch được tự do đóng góp trực tiếp cho lực lượng quân đội Ukraine. Các nước NATO, đặc biệt là Mỹ và Anh, đã ủng hộ mạnh mẽ Ukraine nhằm đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Họ bắt đầu cung cấp vũ khí hạng nặng áp. Hạ viện Mỹ hôm ngày 10 tháng 5 thông qua gói viện trợ trị giá gần 40 tỷ USD cho Ukraine. Tuy vậy, đến nay, NATO vẫn từ chối lập vùng cấm bay hay là triển khai binh sĩ đến Ukraine do lo ngại nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga. Nhiều binh sĩ Nga phá hoại phương tiện để tránh phải ra trận ở Ukraine. Khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp diễn, chính quyền quân sự thành phố Chaporizhia của Ukraine thông báo gần 20 xe ô tô của Nga đã bị binh lính Nga bắn để tránh phải ra tiền tuyến. Kể từ khi các lực lượng Nga xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2, đã xuất hiện những báo cáo rằng các binh sĩ Nga có tinh thần chiến đấu thấp và điều này ngày càng tiếp tục gia tăng khi xung đột ngày càng tiếp tục. Theo cục quản lý quân sự Zaporizhzhia viết lên Telegram, tình hình quân sự ở khu vực Zaporizhzhia không có gì thay đổi, kẻ thù không tiến đánh, các hoạt động thù địch nhưng liên tục nã pháo vào các vị trí của quân ta ở Polohi. Quân đội Nga đã tự bắn vào khoảng 20 chiếc ô tô của họ chỉ để tránh phải đi ra tiền tuyến. Bài đăng nói thêm, các binh sĩ Nga được cho là đã tìm cách đổ lỗi cho đại diện của phong trào kháng chiến trong lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của vùng Zaporizhia về những chiếc xe bị phá hủy. Bài đăng trên Telegram cho biết, tình trạng tinh thần và tâm lý của những kẻ xâm lược vẫn ở mức thấp, việc sử dụng đồ uống có cồn và tình trạng đào ngũ có hệ thống đang diễn ra. Đây không phải là báo cáo đầu tiên về việc tinh thần quân đội Nga xuống thấp trong cuộc chiến ở Ukraine, nó cũng không phải là báo cáo đầu tiên cho thấy binh sĩ Nga tự hủy tài sản quân sự của mình để tránh giao tranh. Cơ quan an ninh Ukraine SSU thường xuyên chia sẻ các cuộc gọi bị nghe lén trên trang web của họ vào tuần trước, báo cáo rằng một binh sĩ Nga nói với một người thân ở Nga rằng các binh sĩ từ chối tiến hành các cuộc tấn công mới vào khu vực Kha kiếp của Ukraine. Điển hình một người lính Nga đã nói với người thân của anh ta rằng Chúng tôi đã từ chối tham gia vào vụ điên khùng này. Bạn có hiểu không? Và họ đối xử với chúng tôi ở đây thật sự tồi tệ, gần như đến mức hạnh quyết. Chúng tôi rất muốn rời đi, nhưng họ không cho phép. Theo SSU, một người lính khác nói với cha mình qua điện thoại rằng Trung đoàn của con chỉ còn một chiếc xe tăng. Vì vậy, chính chúng con đã phá hủy chiếc xe tăng này vào buổi sáng để không phải đi ra tiện tuyến kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, NATO ước tính Nga đã mất đi 7.000 đến 15.000 binh sĩ. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu hôm 30 tháng 4, Nga đã mất hơn 23.000 binh sĩ. Ông Zelensky đã cho biết, Bộ Tư lệnh Nga nhận thức rõ ràng rằng có thêm hàng nghìn binh sĩ Nga thiệt mạng và hàng nghìn người khác sẽ bị thương trong những tuần tới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Thời báo Sự thật cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi bích trâm xin chào hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo